Good morning. Thực ra thì bây giờ là trưa rồi các bạn, sắp 11 giờ rồi thì mình mới đi tập yoga xong thì bây giờ mới về ha. Trời trời bữa trưa hôm nay khá là nóng các bạn, khá là nóng luôn. Nó nóng kinh khủng nóng. Tập xong nóng xong rồi tập xong là đổ mồ hôi. Tập xong là đổ mồ hôi. Quá chừng luôn, xong rồi đi ra ngoài, trời trời cực là nóng luôn, xong rồi trời ơi rất là khó chịu, nhưng mà bây giờ nó đỡ rồi, cho nên ngồi nó đỡ là biết rồi. Và bây giờ thì mình về ăn cơm, nó bận quá luôn rồi. Thì bữa nay cái lớp tập cũng đông các bạn, tại vì thứ bảy á, thứ bảy là người ta sảng khoái, cơ thể đầu óc rất là tỉnh táo lại các bạn đó.